Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 11. Phẩm Đại Chúng Thưa Hỏi. Phẩm thứ 5, phần 2. Lúc ấy Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: vì có nhân duyên nên trong bài kệ ấy Như Lai mới thuyết giảng không trọn nghĩa. Lại cũng có nhân duyên nên chư Phật Như Lai mới thuyết giảng pháp này. Thuở ấy thành Dương Xá có một cô gái tên là Thiện Hiền. Nhân khi về thăm nhà cha mẹ, cô có đến chỗ ta mà quy y Tam Bảo rồi nói ra lời này: hết thảy phụ nữ đều chẳng tự do, hết thảy đàn ông tự tại không ngại. Lúc ấy ta biết được trong lòng cô gái ấy mới vì cô mà thuyết giảng bài kệ như vậy. Văn Thù Sư Lợi, lành thay lành thay, nay ông có thể vì tất cả chúng sanh mà hỏi Như Lai về nghĩa sâu kín như vậy. Văn Thù Sư Lợi lại đọc kệ rằng: hết thảy mọi chúng sanh đều sống nhờ ăn uống, hết thảy người sức mạnh trong lòng không tật đố, hết thảy do ăn uống nên mắc nhiều bệnh khổ, hết thảy do tu tịnh nên được hưởng an vui. Như vậy bạch Thế Tôn, hôm nay thọ nhận thuận đà cúng dường món ăn thức uống, Như Lai há không có điều lo sợ hay sao? Lúc ấy Đức Thế Tôn lại vì Bồ Tát Văn Thù mà đọc kệ rằng: chẳng phải mọi chúng sanh đều sống nhờ ăn uống, chẳng phải người sức mạnh đều không lòng tật đố, chẳng phải đều do ăn nên mắc phải bệnh hoạn, chẳng phải ai tịnh hạnh cũng đều được an vui. Văn Thù Sư Lợi, nếu ông có bệnh thì ta cũng vậy, ắt cũng phải có bệnh khổ. Vì sao vậy? Các vị A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Như Lai thật không có việc ăn uống. Chỉ vì muốn giáo hóa chúng sanh nên thị hiện thọ dụng vật thực mà vô lượng chúng sanh dâng hiến, khiến họ được trọn vẹn hạnh bố thí để cứu giúp những cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu nói rằng Như Lai 6 năm khổ hạnh nên thân thể gầy yếu, thật không thể có. Chư Phật Thế Tôn tự mình đã vượt khỏi các cảnh giới hiện hữu, không giống như kẻ phàm phu, làm sao thân thể lại phải gầy yếu? Chư Phật Thế Tôn đã tinh cần tu tập, được thân kim cang kiên cố, chẳng giống như thân mong manh dễ hư hoại của người đời. Các đệ tử của ta cũng vậy, không thể nghĩ bàn, không phụ thuộc vào sự ăn uống. Hết thảy người sức mạnh, trong lòng không tật đố, câu ấy cũng chưa trọn nghĩa. Như người thế gian có khi trọn đời chẳng hề sanh lòng tật đố, nhưng cũng chẳng có sức mạnh gì. Hết thảy do ăn uống nên mắc nhiều bệnh khổ, câu ấy cũng chưa trọn nghĩa. Cũng có những người mắc bệnh do các điều kiện bên ngoài, chẳng hạn như bị thương do mũi nhọn, gươm, đao, giáo, kích. Hết thảy do tu tịnh nên được hưởng an vui, câu ấy cũng chưa trọn nghĩa. Thế gian cũng có những kẻ ngoại đạo, mặc dù tu hạnh thanh tịnh nhưng chịu nhiều khổ não. Vì nghĩa ấy, chỗ thuyết giảng của Như Lai hết thảy đều chưa trọn nghĩa. Đó gọi là Như Lai chẳng phải không có nhân duyên mà thuyết ra kệ ấy. Thật có nhân duyên nên mới thuyết giảng. Ngày trước ở nước Ưu Thiền Ni, có một người Bà La Môn tên là Cổ Đê Đức đến chỗ ta ở, muốn thọ pháp Bát Quan Trai.
Lúc đó ta bèn thuyết với ông ấy bài kệ này. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, những gì gọi là nghĩa trọn vẹn? Thế nào gọi là nghĩa bao gồm hết thảy? Thiện nam tử, trừ ra các pháp trợ đạo, còn các thiện pháp an vui thường tồn đều gọi là bao gồm hết thảy. Các pháp này gọi là bao gồm hết thảy, cũng gọi là nghĩa trọn vẹn. Ngoài ra các pháp khác đều có nghĩa trọn vẹn, cũng có nghĩa chưa trọn vẹn. Hôm nay ta muốn khiến cho những thiện nam tử ưa chuộng chánh pháp được rõ biết những ý nghĩa trọn vẹn và chưa trọn vẹn như thế. Bồ Tát Ca Diếp trong lòng hết sức vui sướng, vô cùng phấn khích, liền đối trước Phật bạch rằng: Kỳ lạ thay Thế Tôn, Ngài xem chúng sanh đều bình đẳng, hết lòng thương yêu Như La Hầu La. Lúc ấy Phật khen ngợi Bồ Tát Ca Diếp: Lành thay, lành thay, chỗ thấy của ông nay rất sâu xa mầu nhiệm. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nguyện Như Lai thuyết giảng chỗ được công đức của kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Phật bảo Ca Diếp: Thiện nam tử, như có ai được nghe tên kinh này thì các vị thanh văn bích chi Phật không đủ sức tuyên thuyết chỗ được công đức của người đó, chỉ có chư Phật mới có thể biết. Vì sao vậy? Cảnh giới của chư Phật là không thể nghĩ bàn, chỉ nghe tên kinh mà còn được công đức như thế, huống chi là những người thọ trì, đọc tụng thông suốt, sao chép trọn quyển kinh này. Bây giờ chư thiên, loài người và Atula liền đối trước Phật, khác miệng đồng lời mà tụng kệ rằng: Chư Phật khó nghĩ bàn, pháp tăng cũng như thế, cho nên nay khuyến thỉnh, xin Phật tạm nán lại. Tôn giả Đại Ca Diếp cùng với Ngài A Nan và đồ chúng hai vị giây lát sẽ đến đây. Lại vua nước Ma Già, đại vương A Xà Thế hết lòng kính tín Phật cũng chưa đến nơi đây. Thỉnh nguyện Đức Như Lai thương xót trụ giây lát ở giữa đại chúng này, dứt lưới nghi chúng con. Lúc ấy Như Lai vì đại chúng mà nói bài kệ này: Trưởng tử trong pháp ta, ấy là Đại Ca Diếp, A Nan siên tinh tấn, dứt được các mối nghi. Các ông nên xét kỹ, A Nan bậc nghe nhiều, tự nhìn được hiểu rõ lẽ thường và vô thường. Vậy các ông chớ nên ôm lòng lo buồn quá. Lúc ấy đại chúng đem mọi vật mà cúng dường Như Lai. Cúng dường Phật rồi, ai nấy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các vị Bồ Tát số nhiều vô lượng vô biên như các sông Hằng được chứng đắc địa vị sơ địa. Bây giờ Đức Thế Tôn thọ ký riêng cho Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Ca Diếp và Thuần Đà. Thọ ký riêng rồi, Phật dạy rằng: Các vị thiện nam tử, mỗi người nên tự tu trong tâm, cẩn thận đừng phóng dật. Nay ta thấy đau ở lưng, khắp thân thể cũng đều đau. Vậy ta muốn nằm như đứa trẻ thơ, cũng như kẻ thường đau yếu. Văn Thù và các ông nên vì bốn bộ chúng mà thuyết rộng đại pháp. Nay ta đem pháp này giao phó lại cho các ông. Khi nào Ca Diếp và A Nan đến đây, các ông lại sẽ giao phó chánh pháp này cho hai người ấy. Lúc ấy Như Lai nói xong mấy lời này rồi, vì muốn điều phục chúng sanh nên hiện thân có bệnh, nằm nghiêng về bên mặt giống như người bệnh. Phẩm thị hiện bệnh. Phẩm thứ sáu. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai đã lìa khỏi tất cả tật bệnh, mọi sự đau đớn khổ não đều đã dứt hết, không còn sợ sệt chi cả. Bạch Thế Tôn, trong tất cả chúng sanh có bốn mũi tên độc là nguyên nhân của bệnh. Những gì là bốn? Đó là tham dục, sân khỏe, ngu si và kiêu mạn. Nếu có nguyên nhân gây bệnh, ắt phải có bệnh sanh. Như các thứ bệnh phổi do tham ái nóng nảy, khí uất lên làm nôn mửa, da thịt ngứa ngáy,
mình mẩy nhức mỏi, lòng dạ bồn chồn tán loạn. Bệnh kiết đại tiện khó khăn, tiểu tiện từng giọt, mắt xốn tai nhức, lưng đau bụng trướng, điên cuồng nóng bức, hoặc mắc phải quỷ mị. Đủ các thứ bệnh tật của thân tâm như vậy, chư Phật Thế Tôn đều không bao giờ còn mắc phải. Hôm nay vì duyên cớ gì, Như Lai lại sai bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: "Nay ta đau lưng, các ông nên vì bốn bộ chúng mà thuyết pháp." Có hai nhân duyên không có mọi bệnh khổ. Những gì là hai? Một là thương xót hết thảy chúng sanh, hai là cung cấp bố thí thuốc thang cho người có bệnh. Từ thuở xa xưa, trong vô lượng vạn ức kiếp, Như Lai trong khi tu đạo Bồ Tát thường nói lời thân ái, lợi ích cho chúng sanh, chẳng làm cho họ khổ não, bố thí đủ món thuốc thang cho những người bệnh tật. Vậy duyên cớ gì nay lại tự nói rằng có bệnh? Bạch Thế Tôn, thế gian có những người bệnh, dù nằm hay ngồi đều không yên chỗ, hoặc đòi ăn uống, sai khiến người nhà chăm sóc sản nghiệp. Vì sao Như Lai nằm đó lặng thinh, chẳng dạy các đệ tử thanh văn về giới độ, về các pháp thiền giải thoát? Tam ma bạc đề, các pháp tu chánh cần, vì sao Ngài chẳng thuyết kinh điển đại thừa thâm sâu như vậy? Vì sao Như Lai chẳng dùng vô lượng phương tiện dạy bảo Đại Ca Diếp, bậc Voi Chúa trong loài người và các vị đại nhân, khiến cho ai nấy đều chẳng còn thối lui đối với quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Vì sao chẳng trừng trị những tùy kheo xấu ác, chứa trữ hết thảy những vật bất tịnh? Đức Thế Tôn thật không có bệnh, vì sao lặng thinh nằm nghiêng bên mặt? Chư Bồ Tát thường khi cấp thí thuốc thang cho người bệnh, được bao nhiêu căn lành đều thí hết cho chúng sanh, cùng nhau hồi hướng về địa vị của bậc có trí tuệ biết hết tất cả, là vì dứt trừ những phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng cho chúng sanh. Phiền não chướng đó là tham dục, sân khỏe, ngu si, phẫn nộ, buồn phiền, trói buộc che chướng, ganh ghét keo lận, gian trá, xỉm nịnh, không biết hổ thẹn, ngạo mạn khinh người, tự cao tự đại, kiêu căng phóng dật, oán hận tranh tụng, tà dạy dối trá, giả hiện hình tướng, dùng lợi cầu lợi, mong cầu việc xấu ác, tham cầu thật nhiều, không biết cung kính, không theo lời khuyên dạy, gần gũi bạn xấu, tham lợi không chán, các mối chằng chịt trói buộc khó gỡ, tham muốn việc xấu, chấp thân chấp hữu cho đến chấp không, ưa nằm ham ngủ, thiếu thốn chẳng vui, ham mê ăn uống, lòng dạ ngu tối, tán tâm vọng tưởng, nghĩ điều bất thiện, miệng nói lời ác, thân làm việc ác, ham vui nói nhiều, các căn tối tâm, nói lời vô nghĩa, thường bị những cảm xúc tham dục, sân khỏe, độc hại che lấp. Như vậy gọi là phiền não chướng. Nghiệp chướng đó là năm tội đọa địa ngục vô gián, bệnh nặng nguy kịch. Báo chướng đó là sanh vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, những kẻ phỉ báng chánh pháp cùng những kẻ nhất xiển đề. Như vậy gọi là báo chướng. Ba loại che chướng ấy gọi là bệnh nặng. Các vị Bồ Tát trong vô số kiếp, đang khi tu đạo Bồ Đề, cấp thí thuốc thang cho tất cả những người bệnh tật, thường phát nguyện rằng: "Nguyện cho chúng sanh mãi mãi dứt trừ ba loại bệnh chướng ấy." Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát đang khi tu đạo Bồ Đề, cấp thí thuốc thang cho tất cả những người bệnh, thường phát nguyện rằng: "Nguyện cho chúng sanh mãi mãi dứt trừ các bệnh, được thành tựu thân kim cang Như Lai." Lại phát nguyện rằng: "Nguyện cho hết thảy vô lượng chúng sanh đều thành bậc dược vương mầu nhiệm, dứt trừ hết thảy các bệnh nguy kịch. Nguyện cho chúng sanh được món thuốc A Già Đà, dùng sức thuốc ấy có thể trừ được hết thảy vô số loại chất độc." Lại phát nguyện rằng: "Nguyện cho chúng sanh không còn thối chuyển đối với quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sớm được thành tựu liều thuốc Phật cao quý nhất, tiêu trừ hết thảy những mũi tên độc phiền não." Lại phát nguyện: "Nguyện cho chúng sanh siêng tu tinh tấn, thành tựu thân kim cang Như Lai, làm loại thuốc mầu nhiệm điều trị các thứ bệnh,
chẳng để cho còn có ai sanh khởi ý tưởng gây gỗ kiện tụng. Lại cũng phát nguyện, nguyện cho chúng sanh thành cây thuốc lớn, liệu trị tất cả các bệnh nguy kịch là những điều tà ác. Lại nguyện rằng, nguyện cho chúng sanh nhổ bỏ được những mũi tên độc, thành tựu hào quang Như Lai cao trỗi nhất. Lại nguyện rằng, nguyện cho chúng sanh được vào kho tàng chánh pháp sâu kín của Như Lai, được liều thuốc quý trí huệ trừ dứt mọi bệnh khổ. Thế Tôn, như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, Bồ Tát đã phát các hệ nguyện ấy khiến chúng sanh đều không có bệnh hoạn. Duyên cớ gì mà hôm nay Như Lai lại nói rằng có bệnh? Lại nữa Thế Tôn, thế gian có những người bệnh không thể ngồi dậy, cúi xuống, ngẩng lên, đi đứng, ăn uống chẳng được, nước đổ vào miệng chẳng nuốt xuống được, không còn có thể dạy bảo con cái chăm sóc nghiệp nhà. Lúc đó, cha mẹ, vợ con, anh em, thân thuộc, những người quen biết, thảy đều nghĩ rằng bệnh nhân ấy nhất định phải chết. Bạch Thế Tôn, ngày nay Như Lai cũng thế, nghiêng về bên mặt mà nằm, không bàn luận giảng thuyết chi cả. Có những kẻ ngu trong cõi Diêm Phù Đề này sẽ nghĩ rằng Như Lai chánh giác sắp vào Niết Bàn, liền nảy sanh ý nghĩ cho là mọi thứ đều dứt hết. Nhưng tánh Như Lai thật rốt ráo chẳng vào Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi. Vì nhân duyên ấy, Thế Tôn chẳng nên nói rằng nay ta đau nhức lưng. Lại nữa Thế Tôn, thế gian có những người bệnh thân thể gầy yếu, nằm ngửa, nằm nghiêng hoặc nằm luôn trên giường bệnh. Lúc ấy người nhà sanh lòng khinh ghét, nghĩ rằng bệnh nhân ấy nhất định phải chết. Nay Như Lai cũng thế, Ngài đang bị 95 bọn ngoại đạo khinh ngạo. Họ sanh ra tư tưởng cho rằng Như Lai là vô thường. Những kẻ ngoại đạo ấy nói rằng ông ấy chẳng bằng chúng ta, vì chúng ta dựa vào các pháp ngã, tánh, nhân, tự tại, thời tiết, vi trần nên là thường trụ, không có biến đổi. Sa môn Cồ Đàm bị chuyển dời vì sự vô thường, ông ấy là pháp chịu sự biến đổi. Vì nghĩa ấy, hôm nay Thế Tôn chẳng nên lặng yên, nghiêng về bên mặt mà nằm. Lại nữa Thế Tôn, thế gian có những người bệnh do bốn đại tăng giảm không hòa hợp nhau, khiến cho mệt mỏi suy nhược, vì thế không thể tùy ý ngồi hoặc đứng, phải nằm luôn trên giường bệnh. Bốn đại của Như Lai không phải là không hòa hợp, sức lực nơi thân Ngài vẫn đầy đủ, không hề suy yếu. Bạch Thế Tôn, như sức lực của 10 con bò nhỏ cũng không bằng một con bò lớn, 10 con bò lớn cũng không bằng một con bò xanh, 10 con bò xanh cũng không bằng một con voi nhà, 10 con voi nhà cũng không bằng một con voi rừng, 10 con voi rừng cũng không bằng một con voi hai ngà, 10 con voi hai ngà cũng không bằng một con voi bốn ngà, 10 con voi bốn ngà cũng không bằng một con voi trắng ở tuyết sơn, 10 con voi trắng ở tuyết sơn cũng không bằng một con hương tượng, 10 con hương tượng cũng không bằng một con voi xanh, 10 con voi xanh cũng không bằng một con voi vàng, 10 con voi vàng cũng không bằng một con voi đỏ, 10 con voi đỏ cũng không bằng một con voi trắng, 10 con voi trắng cũng không bằng một con voi núi, 10 con voi núi cũng không bằng một con voi Ưu Bát La, 10 con voi Ưu Bát La cũng không bằng một con voi ba đầu ma, 10 con voi ba đầu ma cũng không bằng một con voi Câu Vật Đầu, 10 con voi Câu Vật Đầu cũng không bằng một con voi Phân Đà Lị. Nhưng sức lực của 10 con voi Phân Đà Lị cũng không bằng chỉ một vị lực sĩ trong loài người, 10 vị lực sĩ trong loài người cũng không bằng một vị Bát Kiền Đề, 10 vị Bát Kiền Đề cũng không bằng một vị Na La Diên có 8 cánh tay, 10 vị Na La Diên cũng không bằng chỉ một khớp xương của vị Bồ Tát Thập Trụ. Thế Tôn, các khớp xương trong thân người phàm, khớp này chẳng chạm khớp kia. Các khớp xương của những vị lực sĩ trong loài người, đầu khớp xương này vừa đụng đầu khớp xương kia. Trong thân của những vị Bát Kiền Đề, các khớp xương tiếp nối nhau. Trong thân của những vị Na La Diên, các khớp xương móc lại với nhau. Trong thân của vị Bồ Tát Thập Trụ, các khớp của bộ xương liên kết liền lạc với nhau, dường như rồng uốn khúc.
Cho nên sức lực của vị Bồ Tát thập trụ là mạnh nhất. Vào lúc thế giới hình thành, Bồ Tát từ nơi bờ cõi Kim Cang đứng dậy khỏi tòa Kim Cang, đi lên đạo tràng nơi cội cây Bồ Đề. Bồ Tát ngồi nơi đó rồi, trong tâm liền được 10 sức. Nay Như Lai trở nên như đứa trẻ sơ sanh kia. Trẻ sơ sanh ngu dại, không có trí tuệ, không biết nói năng. Vì lẽ ấy, tùy ý nằm ngửa, nằm nghiêng đều không ai chê cười. Như Lai Thế Tôn có trí huệ lớn, soi sáng tất cả. Ngài là tinh hoa trong nhân loại, có đủ oai đức lớn, thành tựu thần thông, là bậc tiên nhân cao trỗi nhất, mãi mãi dứt tuyệt mọi sự nghi hoặc, đã nhổ xăm tên độc, đi đứng yên lành, oai nghi trọn vẹn, không có chỗ sợ sệt. Nay vì sao Ngài lại nghiêng bên mặt mà nằm, khiến người ta và chư thiên phải ưu sầu khổ não? Lúc ấy, Bồ Tát Ca Diếp liền đối trước Phật đọc kệ rằng: Đức Đại Thánh Cồ Đàm, xin khởi diễn diệu pháp, chẳng nên như trẻ thơ, như người bệnh liệt giường. Bậc thầy cõi trời người, nằm dựa giữa đôi cây, kẻ ngu phàm phu thấy, sẽ bảo là niết bàn. Chẳng biết kinh phương đẳng, chỗ Phật hành sâu xa, chẳng thấy tạng sâu kín, như người mù nhìn đường. Chỉ có chư Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi mới hiểu chỗ sâu xa, ví như bậc thiện xạ. Chư Thế Tôn ba đời căn bản là đại bi, đại từ bi như vậy nay đang ở nơi nào? Nếu không có đại bi thì chẳng gọi là Phật, nếu Phật vào niết bàn thì chẳng gọi là thường. Xin nguyện đấng vô thượng nghe lời chúng con thỉnh, vì lợi ích chúng sanh hàng phục hết ngoại đạo.